Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách xử lý sự cố khi mở máy lên thì mình nhận được thông báo là BIOS has been reset, please device how to continue. Thông báo này là thông báo lỗi này là nói là cái BIOS của bạn đã bị reset đó. Vui lòng quyết định chọn có hai tùy chọn: Last Optimal Default Then Boot và Last Optimal Default Then Reboot. Thì hai cái tùy chọn này nó khác nhau xíu nè. Cái tùy chọn phía trên á, mình Last Default và boot thẳng vào cứng luôn. Còn cái tùy chọn thứ hai thì nó Last Default và khởi động lại máy rồi mới vào boot vào cứng. Thì cái thông báo lỗi này là có những nguyên nhân sau. Hạn như cái tùy tùy vào trường hợp của mình để mình có hướng xử lý. Này là chẳng hạn như nếu mà bị liên tục á thì có khả năng là cái viên pin CMOS á nó hết á, nó không có lưu được cái cấu hình của BIOS. Đây là cái viên pin CMOS. Đó, cái viên pin này 3V, nó có, nếu mà có mã nó là CR2032. Đó, pin này thì mình ra ngoài tiệm đồng hồ mua thì chắc đầy, chắc khoảng 10 đến 15 ngàn viên thì tùy chỗ bán. Đó, nếu mà bị liên tục á thì mình cứ khởi động mà cứ bị, mặc dù mình đã cấu hình rồi mà bị á thì mình nên thay viên pin này. Còn có nguyên nhân nữa là do hạn như mình nâng cấp thiết bị á, chẳng hạn như nâng cấp RAM hay là nâng cấp ổ cứng hay là mình test máy tháo ra lắp vào á thì nó cũng thông báo này, thì mình cũng phải lát về cấu hình mặc định của nó và boot. Thì còn một trường hợp nữa là do chẳng hạn như mình đang dùng á mà tắt máy nóng đột ngột á, giống như là nhà mình bị mất điện á, mất toàn bộ điện á, thì nó khoảng một thời gian mất điện khoảng thời gian dài thì có lại thì nó sẽ hiện thông báo này. Nếu mà vừa mất điện có lại ngay thì nó sẽ không có thông báo này. Thì nếu mà bị mất điện đột ngột đó thì mình chọn cái tùy chọn đầu tiên là nó lát và bút thẳng ổ cứng. Còn cái tùy chọn thứ hai á lát và nó reboot lại máy, thì nó reboot máy thì mình có thể vào BIOS hoặc là vào BIOS luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái tùy chọn đầu tiên luôn. Mình hiện tại đang chọn tùy chọn đầu tiên, mình nhấn Enter. Rồi, nó khởi động lại. Nó vào Win. Đó. Đó, nhưng mà nó lại bị cái lỗi thông báo 7B, đúng 7B. Thì cái lỗi nó mang lỗi 7B này 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 có hai nguyên nhân. Nguyên nhân mình gặp á, ngoài ra có nguyên nhân khác có thể mình chưa gặp. Thì cái nguyên nhân khi mà mất điện đột ngột á thì có thể là cái file hệ thống của Win nó bị lỗi á. Thì mình có thể vào nếu mà vào được chmod á thì mình dùng cái lệnh check disk á, đây là cái lệnh lệnh check disk này. Check F là để fix những cái file hệ thống của Win bị lỗi. Thì có thể nó sẽ hết. Nếu mà vô chmod không được thì mình có thể vô WinVE chạy cái lệnh fix này. Tí nữa mình sẽ demo cái vô WinVE chạy lệnh này luôn. Rồi cái nguyên nhân thứ hai là cái này là thường là do cái driver SATA của ổ cứng á. Nếu mà mình gót máy á thì hạn như mình gót cái ổ cứng, nhiều khi lúc mà tạo người ta tích hợp sẵn driver SATA vào á thì nó khi trong trong BIOS của mình á, mình sẽ thiết lập hai cái chọn ổ cứng là IDE và AHCI. Rồi, AHCI là dành cho SATA. Rồi giờ nó bị treo rồi, mình sẽ khởi động lại máy và vào BIOS để kiểm tra. Rồi bây giờ mình nhấn mở máy. Rồi nhấn phím delete liên tục để vào BIOS. Rồi. Đó, khi vào vào BIOS á thì mình di chuyển qua cái tab tab đối với main Gigabyte á, di chuyển qua tab Peri
peripheral. Đó. Thì dưới đây có một là SATA controller này. Enable này là SATA mode này, đang là ADR này. Đó, do win của mình là nó cài, mình có cài driver SATA. Nên khi mà nó bị mất cấu hình, nó chuyển về ADR nên nó sẽ bị cái lỗi đó. Bây giờ mình sẽ chuyển về AHCI. Rồi, mình chọn AHCI. Rồi, mình chọn thêm một cái mục này nữa nè. Intel Rapid Start Technology á, là do cái lúc mà mình cài trong Win mình cài cái là Intel Rapid Start đó. Nếu cái này là disable á, thì trong Win mình sẽ không cài được cái driver SATA. Driver là Intel Rapid Start. Và nếu mà nó bị disable thì nó cũng không vào được Win nếu mà cài rồi. Bây giờ mình enable lên. Enable lên. Rồi, sau khi thiết lập xong AHCI với Intel Rapid Start Enable nên thì mình nhấn F10. F10 để save lại. F10. Enter. Đó. Thường là nếu mà mình tắt điện đột ngột nó hay hiện cái thông báo này nè. Đó, lăn startup tùy be hoặc là start window not only. Nếu mình chọn start window not only vào win thì bình thường. Còn nếu mà không vào win thì một số trường hợp mình phải chạy lệnh fit MR, fit boot đó, và rebuild BCD để nó khởi động vào win được á. Bây giờ mình nhấn enter vào start window not only, enter. Đó, như vậy là mình đã vào bên trong Win bình thường. Rồi, vào Win thì mình sẽ vào cái mục Device Manager để xem cái mục SATA của mình, biết là máy mình đã cài driver SATA chưa. Rồi, sau khi vào Win đó, thì mình vào Computer Manager, bên chuột phải vào Computer chọn Manager. Rồi, mình vào Device Manager. Rồi, cái mục là IDE ATA và ATA BI Controller. Cái mục này là liên quan đến cái ổ cứng, driver SATA ổ cứng. Đó, nếu mình cài rồi ấy, thì nó sẽ chỉ có một dòng là Intel đó, SATA AHCI Controller này. Đó, và cái dưới góc này mình sẽ có một cái gọi là Intel Rapid Start này, Factory này, đó. Đó, nếu mình cài, chẳng như nếu mà trường hợp mà trong cái BIOS đó mình không bật cái Intel Rapid Start lên đó thì mình cài driver sẽ không được và nó sẽ không có nhận được. Đó, rồi, cái đó. Còn cái trường hợp lỗi 7B là mình fit bằng cái lệnh trong trong WinBE thì mình phải có cái USB boot đó. Đó, mình tạo một cái USB boot để vào WinBE. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động và boot từ cái USB boot này. Rồi mình cắm USB boot vào máy.
Rồi, đối với cái main Giga 3 này ấy, nên mình để boot nhanh nhấn phím F12 liên tục. F12 liên tục nó sẽ xuất hiện menu boot option. Đó, thì cái USB boot của mình thì boot được hai chuẩn luôn. Đây là Z Flash Jansen 8G là boot theo cái chuẩn Legacy. Và UEFI Z Flash Jansen là boot theo chuẩn UEFI. Rồi mình sẽ di chuyển xuống boot Legacy thôi. Tại win mình cũng đang ở MBR. Chọn cái dòng thứ ba, Z Flash Enter. Rồi mình sẽ di chuyển xuống Win 7 VE, Win 7, Win 8 hay Win 10 VE đều được. Chọn Win 7 VE. Rồi mình đợi nó load cái Win VE lên. Rồi khi vào Win BE thì mình nhấn cái phím Window phím R để mở hộp thoại run lên. Đó, khi mở hộp thoại run lên mình gõ chữ CMD để vào comment. Rồi Enter. Rồi sau khi vào comment á, thì mình sẽ chạy cái lệnh check this á. Cái lệnh đó là sẽ fix những cái file hệ thống do chẳng hạn như lỗi tắt điện đột ngột á. Rồi thì mình phải biết cái ổ C của mình nằm ở Win mình là ổ nào thì mình mở computer lên. Nó đây là ổ C nè. Đó, thì ổ C thì trong nó sẽ thư mục Windows này, ổ Win này sẽ chứa thư mục hệ thống là RAM file này đó. Rồi. Thì đây là ổ C đúng không? Thì mình qua comment đó mình gõ cái lệnh CHK. CHK DSK. Rồi. Lệnh CHK DSK rồi cách ra đẹp F F là fit á rồi cách ra C2 chấm là cái ký tự của ổ chữ Win của mình á, ổ C ở Windows á. Rồi thì cái lệnh này mình muốn biết thêm thông số thì mình xịt chấm hỏi nó ra thông số rồi đó đó này sẽ F nè fit những cái error trên đĩa, những cái lỗi trên đĩa nè. Đó, nếu mà sạc R là nó sẽ quét những cái batch cái sector. Đó, nó rất là nhiều tham số mình có thể tìm hiểu thêm. Đó, hoặc là trong trong cái ổ C ấy, mình cũng có thể xem được. Mình click chuột phải nó robot nè. Nó có công cụ là check this vô tool nè, check now nè. Đó, đây nè, cái mục này nè. Auto fit file system error này đó, khi mình chọn này thì mình start, nó sẽ nếu mình chọn thêm cái này nữa thì nó quét rất lâu, thì nó quét cả cái recovery bat store này, nó quét cả cái bat store của ổ cứng. Thì mình chỉ cần fit cái file hệ thống. Đó, thì có hai cách, thì mình chạy lệnh như chạy như thế này. Mình đó. Rồi mình chữ F nha. Rồi ok 2 chấm. Enter. Đó, nó đang bắt đầu chạy, nó chạy thì nó fix những cái file hệ thống bị lỗi á. Đó, khi nó chạy xong thì nó hiện lại cái dấu nhắc ở đây là chạy xong. Khi mà chạy xong rồi mình khởi động là máy để kiểm tra kết quả. Rồi nhớ rút USB ra thôi, nó rút vào USB.
Rồi, bây giờ mình đã vào vào quy bình thường. Rồi thì trên đây là cái video này mình sẽ up lên cái kênh của mình thì các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi cách xử lý sự cố mình sẽ khi nào có sự cố mình sẽ up lên đây. Rồi cái kênh của mình là khi mình các bạn gõ chữ youtube.com rồi sẹt học học kỹ thuật máy tính online. Đó, đây là cái kênh của mình. Đó. Thì anh em video mình sẽ up lên cái kênh này và anh em nhấn vào subscribe á, nghĩa là tiếng Việt là đăng ký á, thì để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về cách xử lý sự cố mình sẽ up lên đây. Rồi, đây là những video mình đã làm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.